Wow, nhìn nè các bạn ơi, mình vừa phát hiện ra một con khủng long đang cố trốn khỏi một cái lồng này các bạn ơi. Wow, ha, ha. Đây mình có gì đây? Một con khủng long Brontosaurus. Wow, một con khủng long này rất là đẹp luôn nè các bạn ơi, quá là đẹp luôn nha. Nhìn này các bạn, to bằng cái tay mình luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm tiếp nha. Wow, nhìn này các bạn ơi, chúng ta có gì đây? Wow, một con Dimetrodon. Ha ha, vô mắn rồi các bạn ơi. Saichania. Velociraptor. Wow. Rồi tiếp tục nào nha các bạn. À, để mình kiếm xem còn không nha. À, đây là con gì đây? Ô, thì ra là một con khủng long Baizadasaurus. Wow. Wow, rất đẹp nha. Chúng ta có gì đây? Bapoteralodon. Wow, Megalodon. Nó bị dính đất luôn nè các bạn ơi. Rồi đi kiếm tiếp nào các bạn ơi. Còn không ta quá. Ồ, hình như nó đang xếp thành hình mũi tên nè các bạn ơi. Wow, đây nữa nè các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi luôn. Ồ, chúng ta sẽ có cái gì đây? Một con Dilophosaurus. Wow, đang ở trạng thái chiến đấu thì nó sẽ như vậy nè các bạn. Ha ha. Wow, Megalodon. Một con khủng long màu kiếm đó các bạn ơi. Benta. Ha ha. Bỏ vào. Bật lại đây nha. Ankylosaurus. Ceratosaurus. Chúng ta có gì nữa nào? Wow, một con Spinosaurus. Nó cũng đang xếp thành hình mũi tên luôn nè các bạn ơi. Wow, Nigosaurus. Wow, con này con gì đây các bạn ơi? Cái gì đây? Ồ, một con Carnotaurus. Và đây, Plesiosaurus. Wow, các bạn nhìn thấy gì chưa? Wow, oh my god. Wow, rất là nhiều đồ chơi luôn. Và trên cùng có một con kinh công. Wow, oh my god. Mình sẽ bắt con kinh công này trước nha. Rất là đẹp luôn đúng không các bạn ơi? Để xem nha, ở đây có những món đồ chơi gì nào. Stegosaurus. Pterosaurus này các bạn ơi. Wow, một con chim có đuôi và có đủ chân tay luôn. Đây là gì đây? Một con khủng long Pachycephalosaurus. Carnotaurus. Chúng ta có gì nữa nào? Wow, Indominus Rex. Mình sẽ cho nó há miệng nha. Đây, ha ha, nhìn nào. Rất đẹp luôn đúng không các bạn? À, đây là một con Dracorex. Chúng ta có gì nữa nào? Benta chieratops. Để xem, haha, một con chim Sinonythol. Archaeopteryx. Wow, rất đẹp luôn đúng không các bạn ơi? Đây một con khủng long rất là đẹp nữa này các bạn, Miragaya. Chúng ta sẽ bỏ vào rổ nha. Để tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ đến với con Deinonychus. Spinosaurus. Rất là nhiều đồ chơi rồi nè các bạn ơi, sắp hết chỗ để luôn rồi. Chúng ta có gì đây? Một con Mosasaurus. Và một con gì nữa là các bạn ơi? À, thì ra đây là Stegosaurus. Các bạn có đoán được đây là món đồ chơi gì không? Một con khủng long Ornitolosaurus đó các bạn. À, Triceratops, con khủng long ba sừng. Và đây hình như là món đồ chơi cuối cùng của ngày hôm nay rồi, Chamsosaurus. Các bạn nhìn này là rất là nhiều đồ chơi luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.